rồi móc tầng nữa anh em, thì nói chung là cũng có nhiều tiền lặt vặt lắm. Thì Linh chỉ nói là ví dụ như cái tiền lặt vặt đó là cái tiền mình để ăn cơm đi, đổ xăng cũng được, tiền bo nữa anh em, đó, chạy Grab mà cũng có tiền bo nữa nha, làm nghề dịch vụ là có tiền bo nha. Hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong cái video ngày hôm nay. Thì rất vui được gặp lại anh em trong cái video mà năm 2024 là đầu năm 2024. Thì Linh muốn chia sẻ với anh em cái video này, đó là có một số anh em hỏi thu nhập hiện tại Grab có ổn không. Thì trong nhân dịp cái ngày hôm nay, Linh muốn gửi đến anh em những cái thông tin cần thiết và cái thu nhập hiện tại của Grab, và đưa cho anh em một số ý kiến để anh em tham khảo, để giúp được những anh em nào hiện tại đang công việc bấp bênh năm 2023 và loay hoay những tìm một cái công việc lao động phổ thông, để có một cái nguồn thu nhập ổn định ha, để anh em có thể là cải thiện trong cái cuộc sống anh em. Và Linh cũng chia sẻ với anh em một số thông tin sẽ giúp được những anh em mà đang cần một cái công việc để làm thêm. Thí dụ như những anh em làm việc văn phòng nè, anh em làm việc theo tay nghề nè, mà những cái thời gian rảnh rỗi anh em đang loay hoay tìm một cái công việc để tăng thu nhập, thay vì anh em làm việc xong còn sức khỏe còn năng lượng, anh em muốn kiếm thêm để tăng thu nhập trong năm 2024 này. Thì ngày hôm nay trong video này, Linh sẽ chia sẻ cho anh em và muốn giúp cho anh em biết được cái thông tin để anh em có một cái định hướng để anh em có thể là tăng thu nhập được trong năm 2024 ha. Thì hiện tại Linh thu thập được có một số anh em trong một cái đội nhóm Zalo mà Linh đã thành lập trong 2 năm qua. Thì có nhiều anh em cũng có kinh nghiệm chạy Grab cũng khá là lâu, và có một số anh em cũng là mới. Thì anh em trò chuyện với nhau trên nhóm, thì anh em chia sẻ với nhau thu nhập cũng không giấu nghề gì hết, cũng muốn là chia sẻ giúp những anh em mà hiện tại đang loay hoay với công việc kế bấp bênh, thì muốn truyền đải thông tin ha, chứ mình anh em cũng không muốn là PR cho ai hết. Thì nói chung là thấy những anh em mà ở dưới quê lên, họ công việc chưa có và họ loay hoay đi tìm một cái công việc mà thu nhập quá thấp, trong khi anh em có thể chọn một cái công việc giống như là chạy shipper ha, là nói chung. Còn nói riêng là chạy Grab thì anh em có thể, ví dụ như anh em có một chiếc xe này, có một cái chiếc điện thoại này, smartphone này, anh em có một cái bằng lái này, đó thì ba cái yếu tố đó quan trọng. Và anh em có thể có một chút tiền để anh em mua đồng phục và làm giấy những cái thủ tục giấy tờ liên quan, thì tầm hơn khoảng 1 triệu, là bao gồm thì chắc cả trên dưới 1 triệu, là anh em sẽ có một cái app để anh em kiếm một thu nhập. Có thể là một ngày anh em chạy có thể là 500, 700, hoặc là có những anh em chạy giỏi, siêng năng, cần cù, thì anh em có khi anh em chạy cả triệu nữa. Đây là Linh chia sẻ thực tế nha. Còn Linh cũng nói thêm, những anh em nào mà tính mơ hồ, có hy vọng là đăng ký những xe công nghệ về, anh em có app là anh em có tiền, là không phải nha. Anh em phải siêng chạy anh em mới có tiền nghe anh em. Thật sự cái công việc nào cũng vậy. Linh cũng muốn chia sẻ thêm, đó là nếu mà anh em làm lương tháng, dù cho anh em năng nổ như thế nào, thì mức lương hàng tháng anh em cũng sẽ được phát như thế đó thôi. Nếu mà chủ hoặc là công ty thương thì thưởng thêm cho anh em. Còn nếu mà anh em làm giỏi thì họ sẽ thưởng năng lương thôi, thì cũng không, nói chung là tùy theo năng lực anh em. Đây, Linh cũng không có muốn nói thêm gì nhiều về cái những công việc khác. Thì Linh quay lại vấn đề đó là Grab. Thì đối với những anh em mà có xe, có điện thoại và có một chút số tiền để mua đồng phục và làm các giấy tờ thủ tục liên quan, thì anh em có thể là kiếm tiền từ một ngày 500, 700 hoặc là 900 triệu. Đây là thực tế nha anh em. Còn nói về anh em mà không chịu chạy thì cũng không có tiền đâu. Đối với những công việc nào anh em cứ chọn cái dễ mà
chạy là cũng không có tiền đâu. Thật sự là Linh muốn chia sẻ với anh em, đối với những có những anh em rất là chịu khó, Linh biết ở dưới quê lên đi dưới quê lên lên thành phố để lập nghiệp hoặc là để kiếm một cái công việc lao động có tay chân, lao động phổ thông, nói tóm gọn lại là lao động phổ thông đó anh em. Mà đi lên thì không quen biết ai, không quan hệ ha, thì lên lên Sài Gòn thì xui nữa như anh em gặp những cái trường hợp là giới thiệu những cái chỗ môi giới việc làm đó, anh em sẽ bị lừa vào những cái công ty hoặc là cái những cái xí nghiệp, anh em sẽ bị bóc lột lao động nữa nha. Thì trong ngày hôm nay thì Linh muốn chia sẻ với anh em để cho anh em có một cái định hướng để anh em có một cái công việc năm 2024, anh em có thể chọn lựa một cái công việc thích hợp anh em ha. Còn đối với những anh em có việc có tay nghề thì anh em có thể là cộng thêm chạy buổi tối rảnh rỗi, anh em cộng thêm chạy shipper thì cũng cũng khá là hay, tùy vào ha, tùy vào khả năng anh em. Có nhiều anh em có trình độ hơn thì không cần thiết phải chạy shipper, anh em có thể làm chuyên ngành của anh em làm thêm ha. Thì Linh cũng nói quan điểm chung thôi, góc nhìn chung thôi, Linh không phải khuyên anh em 100% là tất cả anh em đều chạy Grab ha, tùy vào hoàn cảnh anh em ha. Thì Linh đưa ra một cái góc nhìn để cho anh em tham khảo, rồi anh em suy nghĩ tính toán, anh em đưa ra quyết định ha. Mỗi anh em có điều quyết định khác nhau, Linh chỉ chia sẻ thôi. Rồi mình nói tiếp đó là anh em chạy Grab mà để có thu nhập cao á, thì anh em phải chịu khó, anh em phải chịu cần cù, anh em phải chịu học hỏi, tham gia một số đội nhóm của Grab ha, hoặc là tham gia những cái anh em đội nhóm ví dụ như có kinh nghiệm ha, họ sẽ chia sẻ. Đối với những anh em mà muốn xây dựng về đóng góp cộng đồng á, thì anh em nên tham gia để họ chia sẻ tận tình anh em. Thì Linh cũng muốn chia sẻ thực tế để cho anh em khỏi lo lắng. Anh em cứ nghe Linh nói không à, không có thấy. Thì thật sự thì Linh muốn chia sẻ thực tế cho anh em để anh em tham khảo, chứ không có PA một cái hãng nào hết. Thì đây là cái thu nhập mà anh em trong đội nhóm của Linh chia sẻ lại. Đây là cái nhóm mà Linh đã tạo ra trong vòng 2 năm nay để anh em chia sẻ với nhau trong cuộc sống, chia sẻ về công việc, kiếm tiền, tích cực ha. Thì ngày hôm nay Linh cũng xin phép để chia sẻ lại cái thu nhập hiện tại anh em, những anh em chạy giỏi như thế nào. Thật sự là chạy Grab này á là không có mà gọi là cao thủ gì à. Chỉ là anh em siêng chạy là có tiền. Quy tắc anh em phải cố gắng giữ đúng quy tắc của Grab, rồi siêng năng, đừng có gian lận, đừng có mánh khóe trong cách chạy của anh em, thì anh em sẽ Grab sẽ đảm bảo thu nhập anh em. Đây là những cái ý kiến mà Linh đã gom lại và khảo sát lại, Linh mới chia sẻ lại cho anh em, chứ không phải là cá nhân riêng Linh đâu ha. Cho nên là anh em cũng đừng có lo lắng. Đây thì đây là cái thu nhập của anh em chia sẻ lại. Đó là một tháng 1, ngày 3 tháng 1 là anh em thấy là thu nhập trên đây. Thì tí xíu Linh sẽ chia sẻ trên màn hình cho anh em thấy rõ ha. Đó anh em thấy không, đó là thu nhập ròng là đã trừ các phí nền tảng của app rồi anh em, là tài xế gọi là cũng xém 900.000 ha, 900.000 ha anh em. Đó là anh em coi số ngày anh em sẽ biết là ngày 3 tháng 1 ha. Đó là mới đây nè anh em. Đó rồi, cái này Linh cũng nói thêm thì ngoài tiền cái thu nhập ròng thì anh em có tiền thêm thưởng mốc, thưởng ngọc và thưởng ngọc, thưởng cho tài xế, dành những cái tài xế mà chạy gom được các ngọc á hàng ngày á, thì anh em được thêm 50, có khi là đạt mốc cỡ 200, 50, 150 50 ha. Rồi mốc từng nữa anh em, thì nói chung là cũng có nhiều tiền lặt vặt lắm. Thì Linh chỉ nói là ví dụ như cái tiền lặt vặt đó là cái tiền mình để ăn cơm đi, đổ xăng cũng được, tiền bo nữa anh em.
có chạy Grab mà cũng có tiền bo nữa ha. Đó, làm nghề dịch vụ là có tiền bo nha. Đó. Rồi đây, Linh sẽ chia sẻ thêm. Đây, đây cũng là một chiến hữu, cũng chạy thu nhập là 1,1 triệu, là chưa cộng tiền bo nha. Đây là trừ các phí rồi nha anh em. Thì đây là những Linh đưa những anh em mà chạy rất là giỏi, chứ chứ không phải là Linh nói là Linh chia sẻ cho anh em những anh em chạy kém. Tại vì Linh muốn nói anh em, nếu mà anh em siêng thì anh em chạy cũng giống này, và anh em chịu khó học hỏi những lại những cái kinh nghiệm chia sẻ trên blog Grab hoặc là trên cộng đồng mạng xã hội, anh em cứ cứ học và cứ rút ra kinh nghiệm thì anh em sẽ chạy đạt cái này thôi. Không ai mà mới vô mà chạy gọi là cao siêu hết, và cũng không ai gọi là cao siêu chạy Grab hết, mà chỉ có một cách đơn giản thôi. Linh nói hai từ cho anh em dễ hiểu và hình dung, đó là siêng năng thôi ha. Siêng năng là anh em sẽ chạy đạt được này, và anh em chịu khó học nữa nha, học tí xíu kinh nghiệm ha, ngày này thấm dần ngày kia thì anh em sẽ chạy một cái thu nhập khá là ổn định. Đây, đây cũng là một chiến hữu đây anh em, 900, 950, này là thu nhập ròng luôn ha anh em. Đó, tí xíu Linh sẽ chia sẻ màn hình cho anh em tham khảo nha. Đây, đó, đây số rất là đẹp luôn, 999 này ha. Đó, đây là 964.000. À, thì lâu lâu anh em trò chuyện, anh em chia sẻ với thu nhập với nhau ha. Rồi, nay hên quá anh Linh, em chạy được là 896 ngàn. Cái này là Linh nói là thu nhập ròng ha, trừ các phí ra hết trên ứng dụng rồi anh em hưởng cái thu nhập này. Ngoài ra anh em còn cộng được cái tiền bo, anh em chạy khá giỏi nè, tiền bo nè, tiền thưởng ngọc nữa nè ha. Rồi trừ phí ra, Linh cũng nói thêm là trừ phí ra như tiền xăng, tiền ăn anh em trừ ra ha. Có thưởng thì có anh em phải chi tiêu chứ, không có vô có ra chứ, không. Đó, thu nhập ngày hôm nay 800. Đó, 812 ngàn. Rồi, có một bạn này chia sẻ là Linh là thu nhập từng. Đó ha, cũng gần đây thôi. À, đây là nguyên một tuần luôn nha anh em. Đó, nguyên một tuần luôn nè. Nè, ngày chủ nhật là 757 ngàn nè. À, ngày thứ bảy là 738 ngàn nè, 34 ngàn nè. Thứ sáu là 1 triệu nè. Thứ năm là 700 nè, 750 nè. Thứ tư là 786 ngàn nè. Thứ ba là thấp nhất là 450 nè. Rồi thứ hai là 810. Thì bình quân thì một ngày nếu mà mình chia đều ra thì chắc cũng là 700 mấy, 750. Đó thì 750 với từng này bạn đó là chạy khá là đều ha. Thì mình lấy ngày 1 triệu bù qua cho ngày 400 mấy đi. Thì ở đây 2, 4, 6, 7 ngày liên tục, bạn này chạy trung bình là 750 ngàn một ngày ha. Thì cũng khá là ổn định rồi, chưa cộng tiền bo. Cộng tiền bo vào, rồi tổng tiền ngọc, tiền thưởng từng nữa thì mình trừ ra tiền cơm. Với tiền ấy thì mình cũng còn, mình nhân cho 7 x 7 49, rồi cộng tiền ngọc với tiền thưởng ngày nè, cho 500 nữa đi. Thì 5,4 triệu, 5,4 triệu tiền bo nữa, cho 600 nữa thì 6 triệu, mình trừ tiền ăn ra cho một tiền ăn với tiền xe, tiền tiền xăng cho là tổng 2 triệu luôn, thoải mái luôn đi ha. Thì cũng còn dư 5 triệu đó. Thì anh em nếu mà chịu khó chạy như này thì 5 triệu một tuần anh em có thể xoay sở nhiều công việc. Đối với công việc, tại sao mà Linh thích nhất là công việc chạy shipper về Grab này, tại vì thu nhập của nó, thí dụ như anh em mà một một tuần đó anh em đang kẹt tiền, đang cần tiền xoay sở thì anh em có sức thì anh em ra xe chạy siêng năng lên, nhiều tiếng lên, anh em chạy sẽ có tiền. Ví dụ ngày hôm đó anh em cần 700 hay 800 anh em xoay sở thì anh em cố gắng chạy
À, hoặc là tuần đó anh em cần 3 triệu 4 triệu thì anh em cố gắng chạy toàn thời gian thì anh em sẽ được cái số tiền này. Còn đối với những anh em mà làm công ty thì anh em phải đợi lãnh lương thấy tháng, thì Linh muốn chia sẻ anh em thôi. Và với lại anh em mà chạy thêm á, anh em mà chạy thêm á thì anh em ví dụ làm văn phòng mà về rảnh rỗi thì anh em có thể là bật app lên, 1 tiếng 2 tiếng anh em kiếm 50%, xoay sở 1 tháng anh em cũng kiếm 2-3 triệu để anh em đóng tiền phòng. Đó là những anh em chạy thêm, nó khá là thực tế và nó khá là rất là thích hợp đối với những anh em mà làm thêm, cũng rất là khá thích hợp. Còn nếu bây giờ kinh tế bây giờ anh em đi ra làm phục vụ này kia thì anh em cũng có 20-30 ngàn tiếng, trung bình thì chắc 25-28 ngàn tiếng những bạn sinh viên hiện tại bây giờ đang làm ở Sài Gòn đó. Thì trong video này thì Linh cũng muốn chia sẻ cái một số thông tin để anh em nắm, để anh em chọn lựa một năm hay chọn lựa một cái công việc nó và kết hợp những công việc để vào cái năm 2024 để anh em tăng thu nhập, để có một cái thu nhập ổn định hơn 2023 ha, ổn định hơn 2023 24 thì anh em phải phải đưa ra quyết định đúng đắn để anh em có một cái thu nhập ổn định ha anh em. Đó thì video ngày hôm nay thì Linh muốn chia sẻ anh em những cái thông tin hữu ích như vậy. Linh mong những cái thông tin này giúp anh em sớm được có một cái công việc ổn định, thu nhập thấp trở thành thu nhập cao ha. Anh em nào đang bấp bênh công việc thì chọn được một cái công việc ổn định hơn ha. Anh em tự do hơn, anh em có thể những công việc nào anh em đang làm mà rảnh rỗi nhiều quá thì ngày hôm nay Linh chia sẻ anh em cái công việc chạy Grab này để anh em kết hợp nhiều việc hơn ha. Rồi video đến đây xin được tạm dừng tại đây. Linh cũng mến chúc anh em năm 2024 gia đình anh em và gia đình luôn luôn bình an và hạnh phúc. Chúc anh em nhiều sức khỏe, sức khỏe là chính anh em. Rồi chúc anh em cuối cùng đó là chúc anh em tiền bạc đầy túi, thu nhập ổn định ha, lâu dài. Rồi cảm ơn anh em đã đồng hành cùng Linh trong suốt thời gian qua, rất biết ơn và rất cảm ơn anh em đã đăng ký kênh và theo dõi kênh của Linh trong suốt thời gian qua. Linh hứa sẽ ra những video hữu ích để cho anh em nắm được, để anh em cùng Linh với nhau thay đổi cái thu nhập trong cuộc sống mình. Linh xin cảm ơn anh em. Nếu mà anh em chỉ cảm thấy video này hay thì nhớ đừng quên like và share. Anh em nào chưa đăng ký kênh của Linh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh ở nút dưới màn hình để những cái video của Linh đăng lên thì anh em sẽ nhận được một cái thông báo, anh em sẽ vào xem sớm nhất ha. Rồi video đến đây xin tạm dừng tại đây. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha anh em.